Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tải và cài đặt cốc cốc cho máy tính Đầu tiên đó, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tải cốc cốc trước Sau đó tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài đặt cốc cốc sau Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tải cốc cốc về máy tính Thì để tải cốc cốc về máy tính đó, thì bạn có thể là sử dụng các trình duyệt Ví dụ như là Google Chrome, thứ hai là Firefox và thứ ba là Microsoft Edge Các bạn có thể là sử dụng một trong ba trình duyệt này để tải cốc cốc về, nó đều được nha rồi ở đây á, tôi sẽ sử dụng trình duyệt đó là Google Chrome để tôi tiến hành là tải cốc cốc về máy tính. Bây giờ tôi sẽ bật trình duyệt Google Chrome lên. Rồi tiếp theo ở đây, tôi sẽ truy cập vào web địa chỉ là google.com.vn. Sau đó ở đây, tôi sẽ vào ô tìm kiếm và nhập từ khóa là cốc cốc. Đó các bạn chúng ta sẽ vào ô tìm kiếm và nhập từ khóa là cốc cốc. Tiếp theo các bạn bấm enter. Thì lúc này á, Google sẽ tìm kiếm và trả về các kết quả ở đây á, các bạn chúng ta sẽ truy cập vào quét cái địa chỉ là coccoc.com. Nó có dòng tiêu đề là trình duyệt cốc Cốc. Đó các bạn chúng ta sẽ truy cập vào web này. Rồi, tiếp theo ở đây nó sẽ xuất hiện cái dòng là tải cốc cốc bây giờ các bạn bấm vào thì lúc này á nó sẽ xuất hiện một thông báo là điều khoản sử dụng ở đây á nó bắt các bạn chúng ta sẽ chọn phiên bản để chúng ta tiến hành là tải về ở đây có hai phiên bản bản đầu tiên là 32 bit và bản thứ hai là 60 bit Thì ở đây á, tôi sẽ chọn vào bảng 60 bit để tôi tiến hành là tải về máy tính của tôi. Tiếp theo, tôi sẽ bấm vào dòng là tôi đã hiểu và đồng ý. Thì lúc này á, máy tính sẽ tải cốc cốc vào máy tính. Đó, các bạn thấy này, tôi đang tải cốc cốc vào máy tính. Nó nằm ở phía dưới bên góc bên trái á. Đó, đây là trình duyệt cốc cốc. Rồi sau khi tải xong trình duyệt cốc cốc rồi á, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành là cài đặt cốc cốc ở đây các bạn chúng ta muốn cài đặt cốc cốc á thì các bạn chúng ta sẽ bấm đúp chuột vào cốc cốc vào đây bấm đúp chuột vào sau đó chọn vào yes thì lúc này á quá trình là cài đặt cốc cốc nó đang diễn ra ở đây tôi sẽ bấm vào cài đặt này đó, đầu tiên á nó sẽ tiến hành là tải cốc cốc về máy tính sau khi tải xong rồi á nó sẽ tự động cài đặt luôn thì quá trình này á nó mất vài phút để chúng ta có thể là cài đặt thì bước này á tôi sẽ tu nhanh để tránh làm mất thời gian của các bạn đó như vậy là quá trình cài đặt á nó gần hoàn tất rồi chúng ta đợi khoảng vài giây nữa để cho quá trình hoàn tất đó như vậy là cài đặt đã thành công thì các bạn thấy này trình duyệt cốc cốc đang được bật lên rồi bây giờ tôi sẽ tắt trình duyệt cốc cốc đi này tôi sẽ ra màn hình desktop của máy tính đó các bạn thấy này đây là trên gì có cốc, cốc chứng tỏ là chúng ta đã cài đặt thành công đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách tải và cài đặt có cốc, cốc cho máy tính nếu thấy video hay hữu đó thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi